Triệu Lộ Tư sinh năm 1998 đang là một trong những tiểu hoa đáng sáng giá của làng giải trí Trung Quốc. Vừa qua, Sohu đưa tin liên tiếp các dự án cổ trang của Hoa ngữ phải dời ngày khởi quay như Dẫn Đăng Quyết, dự định mời Đinh Vũ Hề, Vương Sở Nhiên đóng chính, Phong Nguyệt Bất Tương Quan bị hoãn do nữ chính Điền Hi Vi rời khỏi dự án, Hồng Vũ Hài, Dây Khiêu Vũ Màu Đỏ dự định mời Châu Giả làm nhất và khởi quay vào quý 3 nhưng đã hoãn lại. Ngoài ra còn có các phim như Nguyệt Đô Hoa Lạc, Họa Bì Bốn, Minh Nguyệt Thiên Lý cũng đang gặp khó khăn trong quá trình kêu gọi vốn đầu tư. Theo Sohu, giới giải trí Hoa ngữ đang rơi vào tình trạng ảm đạm cả ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Ở mảng truyền hình, trong thời kỳ đỉnh cao, tổng lượt xem có thể lên tới hàng tỷ view, nhưng hiện tại mỗi ngày chỉ có dưới 400 triệu lượt xem trên tất cả nền tảng chiếu. Ở mảng điện ảnh, nhiều dự án phim ra mắt thất bại về doanh thu phòng vé, như phim của Từ Tranh, Vương Tuấn Khải, Thành Long. Theo Sohu, với thời điểm hiện tại, các ngôi sao nhỏ rất dễ rơi vào cảnh thất nghiệp vì dự án mãi không khởi quay. Chỉ có những cái tên ăn khách là Triệu Lê Dĩnh, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư và Dương Tử là đảm bảo được các nhà sản xuất giành giật. Bạch Lộc vừa đóng máy phim cổ trang Lâm Giang Tiên chưa đầy một tháng, đã có tin đóng phim về nghề kinh doanh giấy mực có tên Gia Nghiệp do công ty Hoa Sách và IQG sản xuất. Bạch Lộc không phải diễn viên quá xuất sắc, nhưng phim của cô vẫn gây chú ý với khán giả. Xét về thành tích như độ thảo luận, lượt xem, quảng cáo, phim của Bạch Lộc đem lại hiệu quả tốt. Vì vậy, các nhà sản xuất vẫn lựa chọn nữ diễn viên đóng chính trong dự án phim mới. Triệu Lê Dĩnh chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn, nhà sản xuất. Cô không chỉ có lượng người hâm mộ đông đảo, độ phổ biến với khán giả quốc dân, Triệu Lê Dĩnh còn diễn xuất tốt. Cô là cái tên đảm bảo cho chất lượng của bộ phim. Trong cuộc khảo sát ai là diễn viên khi có phim mới bạn nhất định sẽ xem, Triệu Lê Dĩnh luôn đứng đầu. Triệu Lê Dĩnh vừa hoàn thành phim điện ảnh Hoa Hướng Dương của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, đã có thông tin cô chuẩn bị đóng phim truyền hình Người Xây Dựng Thành Phố. Nữ diễn viên vào vai cán bộ phát triển một làng chài ven biển ở thành phố biển sầm uất. Ngoài ra, Triệu Lê Dĩnh còn có tin tiếp tục đóng phim điện ảnh. Dương Tử được khen ngợi diễn xuất chắc tay, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Các bộ phim cô tham gia đều ăn khách, có thể giúp bạn diễn nổi danh. Do đó, Dương Tử cũng không lo lắng nhiều về việc có phim để đóng. Khi dự án Ca Sinh Mệnh chưa kịp khởi quay, Dương Tử dự kiến vào đoàn phim điện ảnh mới của nữ đạo diễn Dạ Linh. Triệu Lộ Tư hiện tại vẫn chưa đóng máy phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng đã có tin tức dự án tiếp theo. Từ khi nổi danh đóng phim liên tục, Triệu Lộ Tư là nghệ sĩ được Tencent Video o bế nên không sợ không có phim đóng. Đồng thời nhờ các phim đã chiếu có độ hot cao nên Triệu Lộ Tư tích lũy cho mình được lượng khán giả khá ổn định. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin bộ phim cổ trang Rèm Ngọc Châu Xa do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức vượt qua vòng thẩm định và được cấp giấy phép phát sóng với tổng cộng 40 tập phim. Bộ phim dự kiến sẽ được phát sóng vào cuối năm 2024 trên nền tảng Youku. Trước đó vào ngày 15 tháng 5, trong đại hội chiêu thương phim truyền hình của nhà sản xuất Youku, dự án Rèm Ngọc Châu Xa do Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh đóng chính đã khiến khán giả được fan mãn nhãn với trailer gây cấn hồi hộp và nhan sắc lộng lẫy được ví như nàng tiên cá của nữ chính.